Chương 8. Sĩ. Nguyễn Thị trách chồng. Thời Tam Quốc ở nước Ngụy, có người họ Hứa tên là Doãn. Người vợ họ Nguyễn là người hiền lành có tài đức, nhưng tướng mạo rất xấu xí. Khi người vợ họ Nguyễn được gả về nhà họ Hứa, Hứa Doãn nhìn thấy thì giật nảy mình. Đến khi hoàn thành hôn lễ, Hứa Doãn cảm thấy tướng mạo của vợ mình vô cùng xấu xí, thì có ý không chịu vào phòng. Người vợ họ Nguyễn sai người hầu gái đi nghe ngóng động tĩnh. Người hầu gái quay lại nói với người vợ họ Nguyễn rằng có người khách đang nói chuyện với cậu chủ. Người vợ họ Nguyễn nói người khách này nhất định là Hằng Phạn, đang khuyên cậu chủ vào phòng đây. Một lúc sau, Hứa Doãn quả nhiên vào trong phòng, nhưng vừa vào phòng không lâu thì đứng dậy chuẩn bị đi ra. Người vợ họ Nguyễn bèn giữ Hứa Doãn lại. Hứa Doãn hỏi nàng, người phụ nữ phải có tứ đức, này nàng được mấy đức? Người vợ họ Nguyễn đáp, trong tứ đức thiếp chỉ thiếu mộ dung mà thôi. Nhưng thiếp biết được người tri thức có trăm hạnh, vậy xin hỏi chàng có bao nhiêu? Hứa Doãn nói, ta đều có đủ. Người vợ họ Nguyễn nói, trong trăm hạnh thì đức hạnh đứng đầu. Này chàng háo sắc mà không thích đức, sao có thể nói đều đủ cả? Hứa Doãn nghe người vợ họ Nguyễn nói xong, cảm thấy vô cùng xấu hổ, thế là ở lại phòng. Không lâu sau, hai vợ chồng họ rất tương thân tương ái, kính trọng lẫn nhau. Người phụ nữ quý ở cái đức mà không quý ở sắc đẹp. Đây là nguyên nhân mà Chung Vô Diệm có thể làm cho Tuyên Vương cảm phục, cũng là nguyên nhân để nước Tề được ổn định. Nhưng người háo sắc mà không thích đức hạnh thì ở đâu cũng vậy cả. Nghe xong lời nói của người vợ họ Nguyễn, có thể không sinh lòng xấu hổ sao? Giả sử không vì đó mà xấu hổ, vậy thì ngay cả Hứa Doãn cũng không bằng. Những người phụ nữ chỉ chạy theo cái dung mạo đẹp đẽ, mà đức hạnh của người phụ nữ không thể sánh với người vợ họ Nguyễn, thì càng phải cảm thấy xấu hổ. Ban Chiêu khuyên nhủ phụ nữ. Thời nhà Hán, phu nhân của Tào Thế Thúc cũng là con gái của huyện lệnh Từ Châu là Ban Bưu. Bà sớm phải ở quá, bà là người rất có tiết tháo và nề nếp. Anh trai của bà là Ban Cố, biên soạn Hán Thư, còn chưa biên soạn xong thì qua đời. Hán Hòa Đế bèn ra chiếu chỉ bảo Ban Chiêu tiếp tục hoàn thành. Sau này lại nhiều lần gọi bà vào cung. Lúc đó, Đặng Hoàng Hậu và rất nhiều quý phi dùng lễ đối đãi với thầy để đối đãi bà, gọi bà là Tào Đại Cô. Bà từng nói, ta được gả đến nhà họ Tào 40 mấy năm, lúc nào cũng cẩn thận dè chừng, thường sợ xảy ra sơ suất, lỗi lầm mà chịu nỗi nhục bị vứt bỏ, sẽ làm mất mặt cha mẹ, để cho gia đình bị liên lụy, lại sợ mấy người con gái đi lấy chồng mà thiếu lễ phép, khiến cho họ hàng phải xấu hổ. Vì thế mà soạn ra 7 chương trong sách Nữ Giới. Tào đại gia học rộng tài cao, đức hạnh cao đẹp, mà còn phải nơm nớp lo sợ, thường sợ sẽ bị vứt bỏ mà làm cho cha mẹ phải xấu hổ, lại sợ các con gái không lễ phép mà bị sỉ nhục. Đây đúng là hành vi của người quân tử. 7 chương trong sách Nữ Giới nay vẫn là quyển sách nổi tiếng bất hủ, thực là tấm gương tốt để cho phụ nữ noi theo. Thôi Lư giáo huấn người làm quan. Thời nhà Đường, có người tên Thôi Huyền Vĩ. Mẹ của ông họ Lư là người có phẩm hạnh tài đức. Có một lần, Lư Thị răn dạy con trai rằng, mỗi lần mẹ nghe được có người ra ngoài làm quan, người ta nói họ nghèo khổ đến mức không thể nuôi nổi bản thân, thì đây là tin vui. Nếu như tích lũy tài sản rất nhiều, mặc áo mền nhẹ, cưỡi ngựa béo tốt, thì đây là tin xấu. Nếu như dùng bổng lộc do làm quan có được,
để phụng dưỡng cha mẹ thì được. Giả sử không phải như vậy thì có khác gì với kẻ cướp đâu. Cho dù không có lỗi lầm quá lớn, chẳng nhẽ trong lòng không cảm thấy hổ thẹn sao? Con làm quan rồi, nếu như không có lòng trung thành, liêm khiết, sao có thể làm người giữa trời đất? Phải nhớ kỹ lời của mẹ. Cho nên sau đó, Thôi Huyền Vĩ nổi tiếng thanh bạch. Người làm quan trên đời thường lấy rất nhiều tiền tài phụng dưỡng cha mẹ. Tuy nhiên, cha mẹ không tìm xem tiền từ đâu đến. Đây là nguyên nhân đánh mất liêm sĩ. Lư Thị dạy bảo con trai rõ ràng, sâu sắc. Thôi Huyền Vĩ cũng có thể tuân thủ nghiêm ngặt lời dạy của mẹ. Cho nên, từ lúc ra làm quan cho đến khi làm đến chức đồng bình chương sự, Thôi Huyền Vĩ đều được người ta khen ngợi là liêm khiết, cẩn thận, ghi chép lại chuyện này để giáo huấn người làm quan. Nội huấn của Từ Hoàng Hậu. Thời nhà Minh, Từ Hoàng Hậu, vợ vua Thành Tổ, là con gái cả của Trung Sơn Vương Từ Đạt. Từ nhỏ tiết tháo, rất trong sạch, lại thích đọc sách. Minh Thái Tổ Hoàng đế biết được hành vi hiền thục của bà, bèn đích thân hẹn ước kết thông gia với Từ Đạt. Sau này, khi được sắc phong làm hoàng hậu, trong lòng bà thường suy nghĩ rằng bản thân mình đã làm hoàng hậu trong cung, nhưng rất xấu hổ, không có đạo đức, hình như không xứng làm chính cung hoàng hậu, thống lĩnh các phi tần. Cho nên, bà thường vì không thể làm gương cho thuộc hạ, không có đạo đức tốt để phò tá hoàng đế, hổ thẹn vì danh hiệu mẫu hậu. Bà từng thu thập biên tập kinh điển Nữ Hiến, Nữ Giới, viết ra 20 bài nội huấn, lại phân loại biên soạn lời nói hay, cử chỉ đẹp của người xưa thành sách khuyến thiện phát hành trong thiên hạ. Tiết tháo trong sạch, đức hạnh hiền thục, được lập làm chính cung hoàng hậu, còn cho rằng mình không bằng người khác, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tâm trạng cảnh giác, cẩn thận, có thể thấy được đức hạnh giống như Từ Hoàng Hậu, còn không dám tự mãn. Huống chi những người không có đức hạnh bằng Từ Hoàng Hậu, càng phải lấy đó để khuyến khích mình. 20 bài nội huấn mà bà soạn ra, đặc biệt là phụ nữ, thì càng không thể không đọc. Vợ người phu xe đòi ly hôn. Thời Xuân Thu, người phu xe của tể tướng nước Tề là Yến Anh đánh xe đưa Yến Anh ra ngoài. Vợ người phu xe từ khe cửa nhìn thấy thần thái của chồng mình dương dương tự đắc. Một lúc sau, người phu xe về nhà, vợ người phu xe đòi ly hôn. Người phu xe cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi vợ: "Tại sao nàng lại đòi ly hôn với ta?" Người vợ đáp: "Yến Anh thân không cao đến 6 thước, nhưng lại làm tể tướng nước Tề, danh tiếng truyền khắp thiên hạ. Nhưng thiếp nhìn thấy khi Yến Anh ra ngoài, thái độ của ông ta khiêm hòa như thế, thường thường giống như là mình không bằng người. Chàng thân cao 8 thước, chỉ là người phu xe của người ta, nhưng khi chàng ra ngoài lại có thần thái vênh váo tự đắc. Chàng chỉ có thể làm người hèn mọn thấp kém. Do vậy, thiếp muốn ly hôn với chàng." Từ đó về sau, người phu xe rất khiêm cung. Yến Anh cảm thấy hành vi của người phu xe bỗng nhiên thay đổi, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi người phu xe nguyên cớ vì sao. Người phu xe thực thà kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Yến Anh nghe. Yến Anh rất khen ngợi người phu xe có thể sửa chữa sai lầm để làm lại con người mới, bèn tiến cử người phu xe làm quan nước Tề. Lữ Khôn có lời bàn rằng: "Vợ người phu xe chỉ là vợ của một người hầu mà thôi, nhưng lại giỏi việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhìn thấu Yến Anh. Điều này thì ngay cả một số sĩ đại phu cũng không theo kịp. Có một số người tràn đầy khí chất của kẻ làm đầy tớ, thần thái bợ đỡ nịnh hót, thường xuất hiện ở nơi kín đáo. Nhưng ở những nơi sáng sủa đông người thì họ lại tỏ vẻ thỏa mãn, vênh váo, trịch thượng. Những người như vậy vốn không đáng để người ta làm nhục. Chỉ tiếc
là vợ của họ không thể nhìn thấy hành vi này của chồng mình. Mà cho dù có nhìn thấy, người chồng cũng chưa chắc sẽ cảm thấy hổ thẹn. Tại sao vậy? Đó là vì họ không nhìn thấy khuyết điểm của mình, do đó sẽ không cảm thấy hổ thẹn. Vợ Nhạc Dương Tử khéo léo khuyên can. Thời nhà Hán, vợ của Nhạc Dương Tử rất có phẩm đức. Có một hôm, Nhạc Dương Tử nhặt được bạc người ta làm rơi trên đường, bèn mang về cho vợ. Người vợ nói: "Thiếp nghe nói người thời xưa, nếu là người có chí khí thì không chịu uống nước ở suối Đạo Tuyền, bởi vì cái tên đó không hay. Người liêm khiết sẽ không chịu ăn của bố thí, bởi vì đối xử với người đến ăn không lễ độ. Nay tại sao chàng lại nhặt đồ người khác đánh rơi để tự làm nhục mình như thế?" Nhạc Dương Tử nghe xong lời vợ nói thì cảm thấy rất hổ thẹn, bèn đem số bạc nhặt được vứt ra ruộng. Có một hôm, gà của hàng xóm chạy vào vườn của Nhạc Dương Tử. Mẹ chồng bèn giết chết con gà và chuẩn bị ăn, thì vợ của Nhạc Dương Tử nhìn con gà chảy nước mắt mà không chịu ăn. Mẹ chồng cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi nàng nguyên cớ làm sao. Vợ Nhạc Dương Tử đáp: "Con buồn phiền vì nhà mình nghèo khổ, không có đủ thức ăn để phụng dưỡng mẹ chồng, để cho mẹ chồng phải ăn đồ của người ta." Người mẹ chồng nghe xong lấy làm xấu hổ, bèn đem con gà vứt đi. Hứa Chỉ Tịnh có lời bàn rằng: "Vợ Nhạc Dương Tử can ngăn chồng và mẹ chồng, lời nói có tình có lý, lại uyển chuyển bùi tai, nên đã làm cho họ giác ngộ, lại giữ được lòng tự tôn của họ, cuối cùng làm cho Nhạc Dương Tử công thành danh toại, cũng làm cho mẹ chồng hối lỗi sửa sai. Cho nên có bạn tốt không bằng có vợ tốt, có con trai tốt không bằng có con dâu tốt. Đối với những người trị vì quốc gia mà nói, lời chỉ bảo của vợ và mẹ là không thể xem nhẹ. Đối với những người cưới vợ cũng vậy, đức hạnh của người phụ nữ cũng vô cùng quan trọng." Thôi thị làm cho biết xấu hổ. Thời Nam Bắc Triều, Thôi thị, vợ của Phòng Ái Đông nước Ngụy, là người Thanh Hà, tỉnh Hà Bắc. Bà có hai người con trai. Con trai cả tên là Phòng Cảnh Bá, con trai thứ tên là Phòng Cảnh Quang. Thôi thị đích thân dạy hai con học 9 bộ kinh sách là Kinh Dịch, Thư Kinh, Thi Kinh, Lễ Ký, Xuân Thu, Hiếu Kinh, Luận Ngữ, Mạnh Tử, Chu Lễ. Sau này, con trai cả của bà là Phòng Cảnh Bá làm thái thú ở quận Thanh Hà. Có một người phụ nữ ở huyện Bối Khâu đến quan phủ kiện con trai có hành vi bất hiếu. Quan phủ đang chuẩn bị trị tội người con trai. Thôi thị biết được việc này, bèn bảo Phòng Cảnh Bá gọi người phụ nữ đó đến nhà môn sống cùng với mình, lại bảo con trai của người phụ nữ đó đi theo Phòng Cảnh Bá. Mỗi lần Phòng Cảnh Bá đi thăm hỏi Thôi thị, con trai của người phụ nữ đó đứng ở dưới sảnh đường xem. Quả nhiên không quá 10 ngày, con trai của người phụ nữ đó đã hối cải và đòi về nhà. Thôi thị nói: "Lúc này, nó chỉ xấu hổ ngoài mặt, trong lòng chưa thực sự xấu hổ, hãy mặc kệ nó." Sau đó, trải qua hơn 20 ngày, con trai người phụ nữ đó khấu đầu đến chảy máu. Người mẹ cũng khóc lóc xin được về nhà. Thế là mới cho hai mẹ con họ về nhà. Sau này, con trai của người phụ nữ đó nổi tiếng hiếu thảo. Hứa Chỉ Tịnh có lời bàn rằng: "Thôi thị giúp con trai quản lý chính sự, không chủ trương dùng hình phạt, mà chủ trương giáo dục bằng đạo đức. Thôi thị giáo dục con dân, không ở chỗ để cho họ thay đổi diện mạo bề ngoài, mà ở chỗ để cho họ sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc đời từ trong lòng. Vào thời Tam Đại Nghiêu, Thuấn, Vũ, đức hạnh tài năng nhất cũng chẳng qua như thế. Phòng Cảnh Bá có thể cai quản tốt chính sự, chủ yếu vẫn là do mẹ là Thôi thị dạy bảo. Như vậy mà nói,
trách nhiệm của người mẹ dạy bảo con cái thực sự là quan trọng. Lý Ca cảm thấy xấu hổ với nghề. Thời nhà Nguyên, ở Bá Châu, nay là huyện Bá, tỉnh Hà Bắc, có người con gái tên là Lý Ca. Mẹ của nàng là kỹ nữ. Năm Lý Ca 12-13 tuổi, mẹ của nàng dạy nàng học hát và nhảy múa. Lý Ca không chịu học mà khóc nói với mẹ rằng hễ là con gái nói chung đều phải lập gia đình. Tại sao mình con lại phải sống những ngày tháng không cần biết đến liêm sỉ? Người mẹ nói với nàng rằng đây là nghề nghiệp của chúng ta, có cách nào khác đâu. Thế là Lý Ca bèn giao hẹn với mẹ rằng sẽ không đánh phấn trang điểm, miệng không ăn món ăn mặn. Những bài hát mà nàng hát đều là những tiên khúc và đạo tình khuyên người ta tu hành. Huyện lệnh của huyện Mạch Tân đưa rất nhiều vàng bạc cho mẹ của Lý Ca. Buổi tối, đến nhà của họ muốn Lý Ca ngủ với huyện lệnh một đêm. Lý Ca giấu một con dao trong người rồi mắng huyện lệnh rằng ngươi là quan địa phương, chức trách của ngươi là cai quản nhân dân. Nhưng nay phẩm hạnh của ngươi không bằng chó lợn. Nếu ngươi không đi nhanh, ta sẽ giết chết ngươi và sau đó ta sẽ tự sát. Huyện lệnh sợ hãi, vội vàng bỏ đi. Có vị quan Tri Châu biết được nàng hiền đức, bèn lấy nàng làm thiếp. Sau này, Lý Ca với vợ cả của quan Tri Châu chống cự với bọn cướp mà bị bọn cướp giết chết. Lý Ca muốn tránh khỏi nỗi nhục, so với người khác thì khó hơn nhiều. Mẹ của nàng là kỹ nữ ở Thanh Lâu. Mười mấy năm đã nghe quen tai, nhìn quen mắt mà nàng có thể miễn nhiễm. Có thể thấy nàng thực sự có nghị lực kiên cường, bất khuất, khí phách không nhục chí, nản lòng. Hoa sen sống trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, còn có thể thấy được sự thanh khiết của nó. Linh chi không chọn nơi sinh trưởng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự hiệu nghiệm của nó. Đức tính tốt là do mình tự vun bồi mà có, đâu có liên quan gì đến người khác. Vương thị xấu hổ với sự xa hoa. Thời nhà Minh, Vương thị, vợ của Đường Chính Chi, là con gái nhà giàu có, của hồi môn rất nhiều. Sau khi Vương thị được gả đến nhà họ Đường, thấy nhà chồng chủ trương tiết kiệm, không thích xa hoa, bèn tháo trâm vàng và hoa tai vàng của mình xuống, mặc quần áo cũ lồng bên ngoài quần áo lộng lẫy của mình. Đường Chính Chi, chồng của Vương thị, là con của nhà thế gia. Ông nội làm quan cấp thị trung, cha làm thái thú, anh trai là nhà thơ nổi tiếng Đường Thuận Chi. Công danh khoa cử trong nhà mấy đời nối tiếp nhau không đứt. Người hầu trong nhà cũng rất nhiều, nhưng Vương thị đối với những việc của người phụ nữ như nấu ăn, nữ công đều dẫn dắt người hầu để làm. Vương thị lại đem trâm vàng, hoa tai vàng đổi thành bạc, rồi cho vay để lấy lãi 1/10. Vương thị cần kiệm trị gia như vậy, giống như là người xuất thân từ gia đình nghèo khổ. Quách Nhiếp Hy có lời bàn rằng, nhà họ Đường là gia đình trí thức, liên tiếp làm quan cao chức trọng không đứt. Trong nhà đã giàu có rồi, nhưng vẫn chủ trương tiết kiệm, không hổ danh là gia đình nhà nho có truyền thống nề nếp. Vợ của Đường Chính Chi cũng là con gái nhà giàu có. Chỉ bởi vì thấy nhà chồng cần kiệm, bèn cảm thấy xấu hổ khi mình mặc quần áo lộng lẫy. Cần kiệm, chịu khó, giỏi việc trị gia làm ra tiền tài. Những người đời sau xa hoa, phóng túng, có thể so với Vương thị được sao? Hoàng thị bỏ trâm. Thời nhà Minh, Hoàng thị, vợ của Trương Đỉnh Nhiên, là người huyện Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc. Vào quý thời Sùng Trinh, nguyên soái của đám giặc cỏ là Bạch Vượng công đánh huyện thành Đức An, tỉnh Giang Tây, rồi bổ nhiệm Trương Đỉnh Nhiên là quan trưởng lữ của đám giặc cỏ. Hoàng thị khóc lóc khuyên chồng đừng đến chỗ đám giặc cỏ để làm quan, nhưng người chồng không nghe. Đám giặc cỏ bảo Trương Đỉnh Nhiên đưa Hoàng thị đến chỗ đám giặc cỏ để làm con tin.
Sau khi hoàng thị biết được việc này, bèn dẫn con trai mới lên 10 tuổi trốn vào trong trại Thanh Sơn. Trương Bỉnh Nhiên dùng mọi cách để gọi nàng, nhưng nàng không chịu ra. Trương Bỉnh Nhiên nhờ người đem cho con trai một cây trâm vàng. Con trai dùng chiếc trâm này để cài đầu. Hoàng thị thấy vậy, bèn lấy chiếc trâm trên đầu con trai đem vứt đi, rồi nói: "Tại sao lấy đồ của quân giặc cướp cài lên đầu làm ô uế đầu của con?" Không bao lâu sau, đám giặc cỏ thất bại. Trương Bỉnh Nhiên trốn chạy đến Tương Dương, rồi chết ở đó. Hoàng thị tự mình cày ruộng, dệt vải nuôi dưỡng con trai thành người, sau được hưởng phúc báo sống lâu. Khóc lóc ngăn cản chồng ra làm quan trưởng lữ của đám giặc cỏ. Đây là Trung, dẫn con trai mới 10 tuổi vào trốn trong trại Thanh Sơn, là Nghĩa. Vứt bỏ trâm vàng của giặc cướp, không để nó ô nhiễm đầu của con trai, là có lòng liêm sĩ. Kiến thức của phụ nữ trong trời đất có lúc so với nam giới còn cao hơn. Giống như hoàng thị là người như vậy, không phải là người tài đức, sáng suốt, sao có thể làm được? Nguyên phi chịu cực hình. Thời Đông Tấn thập lục quốc, vua nước Tiền Yến là Mộ Dung Tuấn. Chán ghét em trai mình là Mộ Dung Thùy. Lúc này, có một vị quan trung thường thị vu cáo vợ của Mộ Dung Thùy là Đoàn Nguyên Phi cùng với Cao Bật dùng bùa phép nguyền rủa người khác, ý muốn dùng tội danh này làm liên lụy Mộ Dung Thùy. Mộ Dung Tuấn bắt Đoàn Nguyên Phi đi tra khảo, đánh cho thương tích đầy mình. Nhưng Đoàn Nguyên Phi trước sau một câu cũng không nhận bừa. Mộ Dung Thùy biết được vợ mình bị tra tấn như vậy, bèn âm thầm sai người đi nói với vợ rằng: "Con người sống ở trên đời, cuối cùng không tránh được cái chết. Tội gì chịu cực hình như vậy, chỉ bằng nhận bừa đi." Đoàn Nguyên Phi nói: "Thiếp đâu phải là người tham sống sợ chết. Chỉ sợ sau khi mình nhận bừa tiếng xấu này, trên thì làm nhục thanh danh của tổ tiên, dưới thì liên lụy đến chồng của thiếp." Trong thời gian thẩm vấn bà biện luận và trả lời càng rõ ràng, bất khuất. Do vậy, Mộ Dung Thùy mới may mắn thoát khỏi, nhưng Đoàn Nguyên Phi bị chết trong ngục. Sau này, khi Mộ Dung Thùy lên làm vua nước Hậu Yến, đã truy phong cho Đoàn Nguyên Phi làm hoàng hậu, thủy hiệu là Thành Chiêu. Thịt cá bản thân vốn thối rữa trước, sau đó mới sinh ra giòi bọ. Bởi vì Mộ Dung Tuấn có sự căm ghét Mộ Dung Thùy, nên mới có việc quan trung thường thị A Dua nịnh hót Mộ Dung Tuấn, vu cáo Đoàn Nguyên Phi, nhân cơ hội đó hãm hại Mộ Dung Thùy. May là Đoàn Nguyên Phi hiên ngang, lẫm liệt, sợ mình làm nhục tổ tiên, nên trước sau như một không chịu khuất phục. Như vậy mới làm cho kế độc của Mộ Dung Tuấn bất thành. Sau này, Mộ Dung Thùy truy phong thủy hiệu của bà là Thành Chiêu. Điều này vô cùng thích hợp. Vợ buông khích lệ chồng. Thời nhà Đường, vợ của Trạm Buông là em gái vợ của tiến sĩ Bành Kháng. Lúc Bành Kháng đỗ tiến sĩ, anh em cọc chèo của Bành Kháng là Trạm Buông vẫn là một vị quan nhỏ trong huyện. Người thân và người trong họ của vợ Bành Kháng đều đến chúc mừng Bành Kháng. Trên bàn toàn những người nổi tiếng đương thời. Bành Kháng ngồi bên phải khách. Những người khách này bày tỏ thái độ rất bội phục. Nhưng Trạm Buông thì sao? Trạm Buông trốn ở nhà sau ăn cơm. Địa vị của hai người bọn họ cũng một trời một vực. Vợ của Trạm Buông thấy tình hình như vậy, cũng cảm thấy rất hổ thẹn, bèn trách chồng rằng: "Làm đàn ông con trai, tự mình không thể khích lệ mình, đến nỗi để người ta làm nhục đến mức này, còn mặt mũi nào?" Trạm Buông cảm thấy lời của vợ không sai, thế là cố gắng học hành, quả nhiên đỗ khoa cử. Lúc này, Bành Kháng đang đi du ngoạn ở ngoài thành, nghe tin Trạm Buông thi đỗ, bất giác thét lên một tiếng, từ trên lưng ngựa ngã xuống đất. Do vậy, người thời đó có câu: "Trạm Buông thi đỗ, Bành Kháng ngã ngựa." Bậc quân tử khen ngợi vợ của Trạm Buông có thể khích lệ chồng để chồng đạt được công danh. Con người chỉ cần có thể tự mình khích lệ mình, có chí khí như vậy thì cuối cùng cũng sẽ thành công.
cũng chỉ có trải qua khó khăn. Người có chí khí như vậy chắc chắn sẽ tự khích lệ mình. Giả sử để cho Trạm Buông ngồi bên cạnh những người nổi tiếng đã cảm thấy hổ thẹn rồi, huống hồ còn trốn ở nhà sau để ăn cơm. Trạm Buông không cảm thấy hổ thẹn, mà vợ Trạm Buông cảm thấy hổ thẹn. Cuối cùng, Trạm Buông bị lời nói của vợ làm cho cảm động mà quyết chí vươn lên, rửa sạch nỗi nhục của mình. Như vậy, sao có thể nói là không thể nghe theo lời nói của phụ nữ chứ?